Hello mọi người, hôm nay mình sẽ quay cái ổi Đài Loan không hạt mà trồng từ hột của mình. Ở nhà mình thì có một cái cây Đài Loan lớn rồi, thì các bạn biết là ổi Đài Loan nói là không hạt nhưng mà cũng có vài trái nó có hạt. Thì ông xã mình ảnh lấy những cái hạt đó, ảnh gieo lên và ảnh trồng ra được cây này. Thì cây này á, hồi xưa cách đây vài năm hình như là ảnh cũng có quay video cho mọi người cùng xem. Thì mình nghĩ cây này khoảng 3 năm. Thì đây, ổi Đài Loan trồng từ hột nha các bạn, mà có trái rồi nè, khoảng 3 năm thôi mà cái cây nó lớn nhanh lắm. Đó, trái trái chi chít luôn. Thì mình nhớ đó, cái năm đầu tiên mình có trái á, thì ông xã mình ảnh không có dám để nhiều, thì ảnh sợ mất sức cây á, ảnh để chừng vài trái mà trái nào trái đó bự lắm, bự hơn cái cây mà cây cây mẹ của mình luôn. Cái cây mẹ của mình thì trái nó nhiều cho nên là trái ra nó không có được lớn mấy, còn cái cây này á, lúc đó tụi mình không có để nhiều trái cho nên là trái trái rất là to mà ăn cũng rất là ngon. Đó, thì mình thấy á, mùi vị á, thì nó cũng giống như cái cây mẹ thôi, không có khác gì hết. Nhưng mà anh chị thấy không, mình trồng từ ổi á, mình trồng từ hạt nó rất là mau lớn. Đây, cái gốc của cái thân của nó nè, bằng 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 ngón, mình quay bên này, bằng cái ngón tay mình ấy lại luôn nè. Đó, mà mới chừng có 3 năm thôi. Thì mình ông xã mình ảnh cũng đục cái đít chậu rồi anh để xuống đất anh trồng vậy thôi. Nếu mà sau này mình có thay đổi ý định gì đó để mình thể lấy lên dễ dàng. Thì nhà mình thì thiệt sự là hết đất rồi, nhưng mà rất là mê ăn ổi cho nên là có chỗ nào là bỏ ổi xuống liền. Thì đó, anh chị nào mà muốn thử trồng ổi Đài Loan mà từ hột quá, mình có thể thử, tại vì nó lớn rất là nhanh, ăn nó cũng ngon như là cây bình thường thôi. Đó, nhà mà nhiều lúc trồng từ hạt á, hên xui mình nhiều lúc sợ còn ngon hơn cái cây chính của mình luôn, cho nên là ông xã mình ảnh muốn thử cho nên ảnh mới lấy cái hột của Đài Loan ảnh trồng. Thì ra nè, nhìn đã không nè, cái trái nó bự lắm. Thì mình nghĩ là tại vì cái cây có vài trái thôi nên lúc mà để trái á, thì trái nó rất là bự hơn cái cây mẹ của mình thì quá nhiều trái rồi cho nên là trái nó không được to như cây này. Để mai mốt trái lớn nữa thì mình quay cho mọi người cùng xem nha. Đó, cao lắm, cây này chắc cũng phải là 6 7 feet rồi đó. Đó, mà lớn rất là nhanh. Rồi đây là cây ổi Thái không hột của mình, thì mình trồng trong chậu thôi, không có dám cho trái nhiều tại vì mình biết là nó cũng sẽ nuôi không nổi. Mà anh chị coi là một chùm mà nó có tới 4-5 trái, trái nào trái đó rất là to luôn á, mà mình trồng trong chậu nha. Tưởng tượng như nếu mà cái cây mà nó lớn hơn nữa thì nó sẽ nhiều trái đến cỡ nào. Nó nặng quá, mình phải lấy một cái cây mình chống lên. Ở đây có thêm một chùm nữa nè. Đó, này là Thái không hạt, cây này thì ngon rồi, nó giòn nó ngọt, nó xốp xốp chút xíu, nó không có cứng như ổi Đài Loan. Đây, trái trái anh chị thấy cưng không, nhìn trong cái chậu có chút xíu thôi mà trái chĩu cành luôn đó. Cái này đó mình biết là nó sẽ không có đậu nhiều trái được tại vì trồng trong chậu và cái cây nó còn bé cho nên là mình chỉ để vài trái thôi. Nhưng mà đó, thấy ham quá, định là để vài trái cho vui thôi mà đếm ra cũng được mười mấy trái đó. Nhìn thấy ham ơi là ham luôn, dễ thương quá, trái bự lắm. Năm ngoái á, cái cây của mình, cây này nè, nó cũng có cái nhánh giống như vậy mà nó đậu được 7 trái trên một cái nhánh. Trời, mình thấy thương ơi là thương luôn, mà trái nào trái đó hả, nó to bằng cái lon nước ngọt của mình á. Cho nên là hả, thiệt là thương cái cây này. Nó đậu trái mà đậu quá trời trời luôn. Đó.
chị coi mình trồng trong chậu nè. Cho nên nhà ai mà không có đất á, thì có thể trồng ổi trong chậu giống mình, nó vẫn phát triển bình thường. Còn ở đây mình có cây bưởi da xanh. Cây bưởi da xanh này á, thì mình thiệt sự là không biết, tại vì hiện tại trên thị trường có quá là nhiều bưởi da xanh, họ nói là họ là bưởi da xanh, rồi bưởi da xanh Bến Tre, bưởi da xanh Florida, rồi có nhiều, theo mình được biết á, là bưởi da xanh ở Việt Nam Bến Tre mình nó là cái ruột nó phải hồng hồng. Nhưng mà có nhiều người trồng bên này á, họ nói bưởi của họ cũng là bưởi da xanh, nhưng mà trồng qua đất bên này nó bị lai, nó thành màu hơi hơi hồng hồng, chứ nó không phải là hồng thiệt là hồng như ở Việt Nam. Thì mình thiệt sự không biết là nó cũng một giống hay là nhiều giống. Nhưng mà cái cây này lúc mà mình mua á, thì cái người mua người ta trồng, người ta có cho mình ăn thử, thì mình rất là thích. Cái vỏ thì nó xanh mà bên trong thì nó hồng thiệt luôn, chứ không phải là nói là ồ mình bưởi da xanh là mình trồng trên đất Mỹ thì cái màu nó lợt, nó sẽ không còn hồng nữa. Nhưng mà không phải, cái cây mà họ cho mình ăn là nó hồng thiệt sự, cái múi nó rất là dày mọng chút xì mà nó khô, nó không có bị nước như là bưởi của Mỹ, mà nó có một chút vị chua nhẹ đó. Mình ăn mình rất rất là thích, cho nên mình năn nỉ cái người đó họ bán lại cho mình. Thì cái cây họ cũng lớn rồi, họ chiết rồi họ bán, thì mình mua mới năm ngoái thôi, thì hopefully là 1-2 năm nữa sẽ có trái, thì mình sẽ quay cho anh chị cùng xem. Thì họ nói là của họ da xanh đó, thì mình thiệt sự không biết được. Bây giờ mình mua bưởi mà mình thấy thích, mình ăn mình thích thì mình mua thôi, chứ bây giờ ai muốn đặt tên gì thì cũng được mà. Cho nên là mình thích cây này quá luôn. Thì lúc mà họ nói là họ có bưởi da xanh thì mình cũng biết vậy thôi, nhưng mà mình ăn thử thì mình thấy là cái trái bên trong ruột nó hồng thiệt, nó không có phải là ruột mà hơi hơi cái màu hồng nhạt như nhiều người trồng mà nói là bưởi của mình là bưởi da xanh. Cho nên là mình sẽ đợi 1-2 năm nữa có trái thì mình sẽ quay cho anh chị cùng xem. Còn qua tới bên này là cái tắc tròn Việt Nam của mình đó, thì mình cũng mua lúc cây còn nhỏ thôi, rồi mình trồng vô chậu. Thì cái cây này á, mình cũng không có ăn nhiều, mình dùng để mình làm nước mắm nè, hoặc là mình xay mía thôi. Tại nhà mình có trồng mía đó, thì mình dùng tắc này để mình trồng mía thôi. Nhưng mà nó rất là sai trái đó. 1-2 năm đầu mình về đó thì nó cũng đậu, xong rồi nó rụng bông, nó không có, nó rụng trái, nó không có đậu nhiều. Mình nghĩ là cây nó còn nhỏ, nó chưa có khỏe đó, nhưng mà bây giờ cây nó lớn rồi thì trái cũng rất là nhiều đó. Cho nên là cây tắc thì mình không có ăn nhiều, nên mình không có muốn trồng dưới đất, mà mình cũng không có đất để trồng nữa, cho nên mình cứ để trong chậu thôi, mình ăn lai rai là đủ rồi đó. Qua tới bên này á, mình cũng có một cây bưởi lớn. Cây bưởi này á, hồi xưa cũng có một người cho mình, họ nói là trồng từ hạt chắc là 1-2 năm nữa là có trái. Nhưng mà mình trồng ở trong ở dưới đất ngay cái góc bên kia kìa, hình như là cũng phải 5-6 năm rồi mà nó vẫn không có trái luôn. Cho nên là ông xã mình ảnh cũng bực mình quá, ảnh mới đào nó lên, anh bỏ vô chậu, không có muốn trồng nữa. Thì ban đầu là định bỏ rồi, nhưng mà vô tình thì nghĩ thôi giờ mình có cái gốc bự vậy thì mình trồng đằng trước đi, mình ghép những cái giống bưởi ngon vô, chứ cây bưởi gì đâu mà trồng 6-7 năm trời mà không có một cái trái nào hết. Thì hiện tại á, là anh cũng ghép nhiều giống lắm, mình thiệt sự là không biết giống nào luôn á. Thì mỗi lần mà nếu mà xin được nhánh á, giống như là bưởi rồng hay là bưởi ổi hay là bưởi phong thái gì đó, mình cũng có vài giống như vậy. Cho nên là ai cho gì thì cứ ghép vô cây này đại. Cây này giống như là combination vậy đó. Đó thì hiện tại những cái mấu ghép của mình nó đã lên rồi. Thì chắc cũng phải 1-2 năm nữa nó cũng đậu trái. Nhưng mà đậu trái vậy thôi mình cũng phải bỏ, tại mình đâu có, nó đâu có nuôi nổi đâu. Đó mà cây bưởi gốc rất là lớn, mà trồng 6-7 năm rồi mà không có một trái nào hết, nên tụi mình phải đào lên thôi. Bỏ vô chậu rồi, định bỏ rồi,
nhưng mà ai ngờ lại nghĩ là thôi bỏ vô đây, bỏ xuống đất để ghép cái giống ngon vô. Còn bên này là một cây bưởi Mỹ, bưởi Plenko hay sao á, mình coi coi. Bưởi Plenko thì lúc mà mình mua cây này á, mình chỉ có ý định là mình mua về để mình ghép giống bưởi ngon vô thôi, tại bưởi này là bưởi Mỹ. Nhưng mà vô tình qua nhà chị bạn, chị cũng có trồng một cây bưởi, thì lúc chị cho ăn á, thấy nó cũng ngon ngon, nó không có được xuất sắc, nhưng mà cái trái nó cũng nhỏ nhỏ, nó cũng ngọt, thơm thơm. Thì mình cũng định xin một nhánh về để ghép vô cây bưởi nhà mình, nhưng mà vô tình thì nó chỉ nói là chị mua cái bưởi là bưởi Mỹ, bưởi Plenko. Cái nói ô vậy là nhà mình cũng có cây bưởi nè, cho nên là thôi mình để mình trồng trong chậu luôn, được trái nào hay trái đó, cái bưởi này ăn thì cũng cũng được, cũng ngon. Cho nên là mình để mình trồng luôn, chứ thật ra mình mua cái cây này là để làm cái rootstock để ghép cây bưởi ngon vô thôi, nhưng mà bây giờ hiện tại cũng không có giống bưởi nào ngon nên mình để mình trồng cho vui thôi đó. Còn đây là cái cây nho thân gỗ. Nho thân gỗ thì có nhiều người cũng gọi nó là cây hồng quân. Đây, lúc mà mình mua nó cũng có chút xíu à, thì người bán họ nói là cũng phải ít nhất là 4 năm mới có trái. Thì mình mua mình nghĩ chắc cũng là năm nay là năm thứ tư rồi đó, nhưng mà hiện tại thì cũng chưa thấy nhúc nhích gì hết. Cây này mấy năm đầu tiên mình trồng á, mình không có biết, mình để nó tùm luôn, từ lá mọc dưới gốc luôn mình để nó tùm, tại mình không có biết cách chăm sóc. Thì vô tình có một người chỉ mình, nói là cái cây này muốn nó ra trái á, thì phải tỉa sạch những cái lá mà những cái cành mà nó mọc chỗ cái gốc bự này nè, để nó có nhiều ánh nắng nó chiếu vô thì nó sẽ kích thích nó ra bông. Thì mình mới bắt đầu mình tỉa năm ngoái thôi, chứ mấy năm đầu mình không biết, mình để nó tùm như ở trên vậy nè đó. Nhưng mà mình nghĩ qua cái mùa hè năm nay á, mình cũng phải tỉa sạch để một ít lá trên top thôi, rồi để cho ở dưới thì nó thoáng á, cho nắng nó chiếu vô nhiều á. Tại vì anh chị biết nho thân gỗ thì nó sẽ mọc những cái nho trên những cái thân này đó, những cái thân nào mà càng bự mạnh á thì nó sẽ mọc, còn những cái cành nhỏ nhỏ này á, thì nó không có mọc ở đây, nó chỉ mọc ở trên thân thôi. Cho nên là mình phải tỉa cho nó thoáng thì ánh nắng nó chiếu vô thì nó mới mọc. Đó là những người mà có kinh nghiệm họ chỉ cho mình. Anh chị nào mà có trồng cây này á, thì có thể chia sẻ kinh nghiệm cho mình biết. Tại vì lúc mà mua thì họ nói 4 năm, thì mình cứ trồng mình để đó hết thôi, cho nên là cũng không biết khi nào có trái. Nhưng mà lúc mà ăn thử với thấy ngon, thích lắm, cho nên là mới trồng. Bây giờ là năm thứ tư rồi, thì hopefully năm nay mình biết cách chăm sóc, mình sẽ tỉa sạch sẽ hơn để coi coi là nó có ra bông hay không. Đó, cái cây này mà nó ra bông quá, trái nó mọc đầy cái thân nhìn đẹp lắm. Rồi đây, cái là cây ổi này, là cây ổi nữ hoàng, tụi mình cũng mới mua về đó, thì cũng đang không biết là trồng chỗ nào. Thì ông xã mình ảnh nói nếu mà không có chỗ thì mình có thể trồng trong chậu. Thì hiện tại ảnh đang ghép một cái cây nữa vô cái thân của nó để thành ra là hai cây, thì để hai cây trồng trên chậu cho nó có trái nhiều đó. Thì ổi nữ hoàng là anh chị biết là nó cũng hình như là nó là cũng không hạt, nó cũng giòn, nó ngọt lắm. Ổi này thì ở Việt Nam người ta cũng rất là ưa chuộng. Thì mình vô tình mình tìm được cái giống này mình mua, thì mình cũng mua thử đó, thì mới mua được chừng một tháng này thôi, thì anh đang ghép thêm một nhánh, thêm một cái cây vô một cái nhánh đó. Rồi mai mốt cái nhánh này mà nó mọc lên thì anh sẽ cắt, thì mình sẽ có hai cây. Thì tụi mình cũng sẽ trồng trong chậu thôi, hoặc là có cây nào không có ngon hay là gì đó thì mình sẽ chặt mình ghép vô. Thì mai mốt mà cây này có trái mình sẽ khoe cho mọi người nha, hiện tại thì nó nhỏ xíu à đó.